Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và báo giá cho các bác tham khảo combo loa full 30 từ Neo các bác nhé, 2 tầng côn 100. Đây là một combo loa full phải đánh giá là chất lượng cao cấp các bác nhé, xịn sò luôn. Hàng chính hãng đến từ Hewell. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cái combo này cho các bác lên thùng chơi. Các bác có thể lên thùng chơi full đơn 30 chơi gia đình, hoặc các bác có thể dựng những cấu hình full array các bác nhé. Ở đây là em sử dụng củ vát 30, có nhìn này, gấu mèo luôn cái củ vát này. Củ vát này đang được rất nhiều các bác khách chuộng. Con này là bát 30 Hewell, 2 tầng côn 100. Gân vải tẩm dầu 2 gân. Màng cả mũ là màng phủ keo bóng chống nước. Nói chung là chất lượng màng này của nó rất là xịn các bác nhé. Theo em được biết thì là cái hãng này nó sản xuất ở công nghệ Anh, nên là màng của nó quá cao cấp luôn. Các bác nhìn này, đúng xịn sò luôn. Các bác nhìn thấy chưa, hàng xịn này, bọc dây điện từ ngoài vào trong này. Côn 100 ở cổ côn đánh một vòng tròn keo trắng sữa. Cái loa này được lưng lên bởi cái nhện màu vàng, à được cái nhựa màu da cam. Các bác nhìn này, ở cái nhựa màu da cam nó có những cái lỗ thoát khí ở phần côn ra các bác nhé, giúp tản nhiệt cho côn. Nhện màu vàng. Và xương đương nhiên là xương nhôm rồi, các bác nhìn này. Quá đẹp luôn nhá. Cọc chạm đồng này, hàng hãng của công ty này, có cái model là 12LDF100C1 700W trở kháng 8 ohm. Con này côn dây dẹt nhá, côn nhôm dẹt. Hai tầng côn nó sẽ gấp đôi công suất lên, nên là bát này rất là khỏe. Bác nào lắp lên array đánh siêu khỏe luôn. Ở đây ví dụ gia đình, ví dụ phối với gia đình các bác có thể sử dụng chép 450, nhưng mà bác nào lắp array các bác có thể lắp với chép 750. Với gia đình, dòng gia đình thì các bác có thể lắp với chép 450 leo bi. Lắp nhôm côn 44 lõi đồng các bác nhé, dây dẹt. 1.250.000 một đôi. Cặp bát này thì em đang bán là 5.500.000 một đôi giá hiện tại. Hoặc là dòng gia đình thì các bác có thể phối với chép của nó luôn, nên là chép 450 leo khối của Hewell. Mã là LT4432W, 60W 8 ohm, biểu tượng hình tam giác. Con chép này côn 44, côn nhôm dẹt các bác nhé. 1.850.000 một đôi, 1.250.000 một đôi này. Đấy, chuyển qua đây. Như em đã nói, bác nào đi làm sự kiện này thì có thể lắp với chép 750 neo bi chẳng hạn. Côn 75 dây dẹt, lắp nhôm lõi đồng các bác nhé, 2.050.000 một đôi. Đấy, còn các bác nào mà thích cao cấp nữa thì có thể sử dụng luôn chép của nó, đó là chép 750 leo khối của Hewell. Năm nay thì bên em nhập thêm cái chép 750 leo khối này, các bác nhìn thấy chưa, cũng là tiền nào hàng đấy các bác nhé. NT7218L, 110W trở kháng 8 ohm. Con này bên là côn 72 các bác nhé, côn dây dẹt và lõi đồng luôn. Chép 750 neo khối này 3.500.000 một đôi cơ. Đây là hai các bác có thể lắp cái phân tần 6012, phân tần full đơn. Phân tần này 9.500.000, hoặc các bác có thể lắp với phân tần F1518 chuyên A dây cũng full đơn luôn, một bát một chép. Phân tần F1518 này 1.050.000 một đôi. Đây là một combo khi các bác lên thùng em phải đánh giá cao. Nói chung các bác đi làm sự kiện, đám cưới cho các thứ sân vườn ấy, nhiều bác điện về bên cửa hàng nhập cái làm cái cấu hình này bên em rất là nhiều. Nó đang hot mà. Rồi nhá, các bác mua hàng thì điện trực tiếp về bên cửa hàng nhà em, quan tâm điện thẳng cho em nhá. Hoặc các bác mua hàng có thể nhắn tin qua Zalo. Bác thợ nào mà lấy số lượng xỉ, riêng giá xỉ điện riêng cho em, giá rẻ nhất Việt Nam luôn, rẻ nhất các sàn thương mại các sàn thương mại điện tử luôn. Hãy bốc máy, nhấc máy lên điện cho em. Thôi nha, em xin dừng video, hẹn gặp lại các bác ở video phần 2. Phần 2 em sẽ lên thùng đi, em test cho các bác. Bác nào muốn theo dõi phần 2 ấn đăng ký kênh để theo dõi các bác nha.